Thưa quý vị, trong văn hóa Việt hiếm có mối quan hệ nào mà cách xưng hô lại phong phú và đa dạng như quan hệ vợ chồng. Tùy theo độ tuổi, vùng miền hay tính cách mà các cặp đôi lại có những lời lẽ đầy yêu thương, tình tứ để gọi nhau, từ anh em này, mình tôi, ông xã, bà xã đến chồng yêu, vợ yêu, bố cu bin, mẹ cu bin. Cách xưng hô không chỉ thể hiện văn hóa riêng của mỗi gia đình mà còn cho thấy sự hòa hợp trong đời sống hôn nhân. Trong chương trình ngày hôm nay thì Thanh Mai xin mời quý vị chúng ta cùng khám phá những câu chuyện thú vị đằng sau chuyện xưng hô của các cặp vợ chồng Việt Nam qua cuộc trao đổi với hai vị khách mời, nhà thơ chuyên gia ẩm thực Hồ Đắc Thiếu Anh và ca sĩ Phan Đinh Tùng. Xin chào nhà thơ Hồ Đắc Thiếu Anh ạ, và xin chào ca sĩ Phan Đinh Tùng. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái cách mà xưng hô trong đời sống vợ chồng, thì may thế là hôm nay là mình đã có rất đầy đủ các nhân vật, ví dụ như là cô Thiếu Anh thì là đại diện cho nữ giới này, ở một cái lớp là có thể là đi trước một chút, và là ở Huế phải không ạ? Miền Nam thì lại có Tùng đây, lại cánh mì râu mà cũng là lớp trẻ bây giờ. Thành ra nó sẽ có nhiều cái cách nhìn khác nhau. Và trước khi chúng ta đến với câu chuyện ngày hôm nay thì xin mời hai vị khách mời cùng như quý vị khán giả, chúng ta cùng xem một đoạn clip ngắn sau đây mà chúng tôi đã thực hiện để tìm hiểu rằng là các cặp vợ chồng gọi nhau, xưng hô với nhau như thế nào nhé. Vợ chồng tôi thì cưới nhau được 20 năm rồi, nhưng mà cách xưng hô hàng ngày của vợ chồng tôi đó thì từ rất là thân thương, anh và em thôi. Nhưng đôi lúc thì mình cũng phải là lãng mạn chút xíu, tên một cái tên cúng cơm mà từ bé, mà tên bà xã tôi là tên Bi. Thông thường thì cũng chỉ gọi anh em thôi, nhưng mà sau đấy hình như là mình hay làm cho người cho bà xã hay tức ấy, nên bà xã nhận bà xã là tục tức, còn mình thì bắt mình nhận là mình là tục tưng. Vợ chồng duyên xưng nhau bằng vợ với chồng, kể cả trong lúc bình thường lẫn đến lúc giận này chỉ có xưng hô là anh em thôi, còn lúc nào giận quá thì thôi không nói chuyện. Mình hay gọi là anh em, rất là thân mật. Cái những khi nào mà vui hoặc là giỡn gì thì mới gọi nhau là anh yêu hoặc là em yêu, còn bình thường thì vẫn là anh em. Chồng yêu vợ yêu thì chỉ thể hiện qua tin nhắn thôi, chứ còn hay là ví dụ như ông xã mình thỉnh thoảng vui miệng ấy, trước mặt bạn bè thì cứ gọi là em yêu ơi. Ba mẹ của mình ấy thì ngày xưa mình thấy là xưng nhau gọi nhau là mình ơi, rồi nhiều khi xưng mình thôi, cảm thấy là hai người mình thấy hình như có một cái sự hòa hợp. Bố mẹ mình cũng chỉ gọi nhau là anh em thôi, kể cả là giận hay không giận. Bố mẹ mình thì mình nghĩ là họ cũng qua cái thời để gọi nhau là anh em, khi về già thì vì con cái lớn, vì những mối quan hệ xung quanh thì nó cũng hơi kỳ, cho nên họ sẽ gọi nhau là ông tôi hoặc là bà tôi. Nhưng mà khi họ đang yêu, họ còn trẻ thì mình nghĩ chắc họ cũng xưng nhau là anh em như mình bây giờ. Thỉnh thoảng mà ông bà ngoại mà có đi ra ngoài chơi, gặp bạn bè, tại vì ông có một cái nhóm bạn chơi thân với nhau thì cũng hay gọi nhau anh em lắm. Tức là gọi khách sáo để cho người ngoài người ta thấy là mình cũng còn trẻ lắm. Vậy thế là có rất là nhiều cách khác nhau, được không biết là hai vị khách mời đây đã chọn cách xưng hô như thế nào trong đời sống vợ chồng của mình ạ? Với cá nhân của tôi đó thì từ lúc quen biết cho đến lúc lập gia đình thì vẫn giữ mãi cái cách gọi ban đầu là anh em. Ồ vậy hả? Và thỉnh thoảng ông vẫn gọi mình bằng tên, ví dụ như ông nói 2-3 tiếng mà mình không nghe thì ông kêu Thiếu Anh để cho mình giật mình, giống như là kéo tên cũng cơm á. Và tôi nghĩ rằng cái từ anh em đó có thể sau này tới 70-80 tuổi vẫn giữ thì cũng là một hình thức như là mình giữ mãi cái tình yêu lúc ban đầu. Như bản thân và chồng em á, thì mỗi giai đoạn, mỗi vài tháng gì đó cái tự nhiên lại nghĩ ra một cái danh xưng, cái tên gọi, chẳng hạn như bảo đồ con cáo. Hai vợ chồng cứ quay qua giỡn với nhau, đồ con cáo. Anh quay qua anh giỡn, em quay qua em giỡn với anh. Ồ, cứ vậy đó. Xong rồi qua con mèo bé bỏng của anh, ví dụ vậy đó. Rồi ngoài ra là con khỉ hay là em yêu, bà xã yêu, rồi baby à, cái kiểu giả giọng Hồng Kông á, phim baby à. Nó rất là ngộ nghĩnh để làm cho mình tự nhiên có một cái niềm vui cái giai đoạn đó.
Thực ra là nhiều khi gọi tên nó cũng dựa vào những cái tính cách cũng như là những cái tố chất của một con người. Mới nhớ là cũng có những người bạn mai cao to thì bạn gái gọi là voi, voi 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 về ăn cơm nha, nó voi sắp về rồi. Rất là dễ thương. Nhưng mà hồi nãy là Tùng có kêu rằng mỗi một giai đoạn thỉnh thoảng là hai vợ chồng lại sáng tạo ra một cái tên gọi khác nhau. Nhưng mà chị thấy như vậy thú vị lắm, bởi vì luôn luôn là trong cái trạng thái là hâm nóng tình yêu mà. Nhưng mà thực ra ai là cái người mà sáng tạo ra cái tên đó, thường là bắt đầu từ Tùng hay là bà xã của Tùng? Cứ tùy hứng à. Mỗi khi mà ai có cái hứng khởi mà nghĩ ra một cái tên gì đó thì thì sẽ tự nhiên buộc miệng xưng hô ra, rồi tự nhiên hai vợ chồng cứ xưng hô qua xưng hô lại như vậy. Nó tạo một cái gì đó nó rất là tự nhiên và nó vui. Thì mới thấy là trong cái gọi là tiếng Việt của mình để danh xưng thì có rất là nhiều, ví dụ như sống với nhau rồi nào là mình này, rồi u nó ơi này, rồi bà nhà nó ơi này, rồi nhiều khi là nhím xù hay cái gì rất là nhiều cái tên gọi. Theo cô Thiếu Anh, nguyên nhân tại sao mà tại Việt Nam mình thì lại có rất là nhiều những tên gọi như vậy ạ? Tôi nghĩ là ngôn ngữ Việt Nam mình thì rất là phong phú. Mà cái văn hóa ứng xử là nằm trong cái ngôn ngữ, đi song song với cái ngôn ngữ và văn hóa ứng xử lại là tập quán, tập tục, rồi lứa tuổi, rồi lại còn theo cái nếp nhà nữa. Cho nên cho mỗi cách xưng hô của mỗi cặp vợ chồng trẻ hay già đều thể hiện được cái tâm, cái tình yêu của đôi lứa. Cho nên cách gọi nào cũng dễ thương cả. Người nước ngoài đến, họ lắc đầu khi dịch ra là nhà tôi, gọi nhau nhà tôi, gọi mình ơi, rồi gọi mèo cưng, rồi bé cưng, không giải thích được, mà tất cả là cũng là vợ là chồng. Cô Thiếu Anh thấy rằng cái danh xưng nào là cái danh xưng mà thường phổ biến nhất? Tôi thì tôi vẫn nghĩ là anh em là thông dụng và dễ thương nhất. Chữ anh em là cái mà dễ và nó ba miền đều dùng được, không có đặc tính vùng miền. Từ lúc mới yêu nhau cho đến cuối đời luôn, thì nó sẽ làm một cái cách xưng hô mà nó lâu dài nhất, và nó giữ được cái lửa tình yêu từ tuổi trẻ cho tới lúc già luôn. Không biết là cô Thiếu Anh và Tùng nghĩ cái cách xưng hô như thế nào là tình cảm nhất à? Miền Trung của mình thì tôi chỉ biết là ba mẹ thì xưng nhau bằng mình. Và đó là mình hạnh phúc nhất được nghe ba mẹ luôn luôn xưng hô với nhau bằng mình. Mà nhớ cái câu là mình về có nhớ ta chăng, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng phải không ạ? Rồi có những cái bài hát về mình ơi nữa, rất là dễ thương. Lúc còn nhỏ đó thì khi mà thấy ba mẹ xưng hô với nhau bằng mình, thì đến khi mình nghĩ mình sau này mình lập gia đình rồi mình cũng bắt chước ba mẹ, bởi vì mình rất là ấn tượng chữ mình. Mình là một nửa, mình thấy thân thương lắm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đến khi mà lập gia đình á thì mình nghĩ hai vợ chồng gọi nhau đang trẻ, lúc lập gia đình mới 24 tuổi mà gọi mình nó gì kỳ kỳ sao á. Thế thôi thì là gọi nhau anh em như lúc đã quen nhau, vừa quen nhau rồi. Và bao nhiêu người Bắc thì lại cũng có mũi tên gọi như là nhà. Nhà ơi, nghĩa là mình hay là nhà thì đều rất là dễ thương. Mình là chính bản thân mình này, người kia với mình là một á, hai bên hòa hợp với nhau. Nhà cũng vậy, nhà là bà cũng giống nhà như... ơi, ông nhà ơi này kia đó thì hả? Kiểu vậy đó. Thành ra cũng là một cái cách người ta gọi để thấy được rằng là ngôi nhà là cái tổ ấm mà, là cái nơi chốn đi về, là nơi duy nhất của ai đó đều mong mỏi hết. Cho nên là mọi người gọi nhà cũng muốn thể hiện cái tình cảm thân thương của mình. Thực ra mới thấy là nhiều người cũng nghĩ rằng thôi xưng hô sao cũng được, miễn là vợ chồng ăn ở với nhau trọn đời, thương yêu nhau được rồi, câu nệ chi cái tên gọi, cách xưng hô. Nhưng mà thực ra cái này nó cũng đâu có, nó ẩn chứa những cái nghệ thuật trong đó. Đúng chứ rồi. Những cái sống và cái cách xưng hô nó cũng giúp cho đời sống vợ chồng nó hạnh phúc chứ. Hạnh phúc, cố cũng đồng cảm với là Tùng là như vậy đó. Đời sống vợ chồng mà không thiếu tôn trọng nhau mà dùng ngôn ngữ một cách lệch lạc và là cẩu thả quá thì không nên. Bởi vì cái tình cảm của vợ chồng nó gắn bó ở sự dịu dàng, ở những ngôn ngữ trao cho nhau. Cái đó là cần thiết. Cho nên ông bà mình đã nói rồi, ăn thì phải nhai, nói thì phải nghĩ. Cho nên tại sao mình nói bên ngoài với nhau mình còn nghĩ,
mà vợ chồng mình là suy nghĩ để mình nói những cái câu nói cho nó dễ thương, cho nó dịu dàng gần gũi để mình vun đắp hạnh phúc gia đình. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống vợ chồng thì cũng không thể nào tránh những lúc mà mình tức giận, mình không kiềm chế được, thì đôi khi mình cũng không có thể là, không phải là mình nói những cái từ xúc phạm nhau, nhưng mà đôi khi mình sẽ thay vì mình dùng cái từ là anh em thì có khi bắt đầu mình lại dùng cái từ là tôi với cô hay tôi với anh. Đó. Thì không biết là trong trường hợp của cô Thiếu Anh, thật sự là trong bao nhiêu năm thì có khi nào cô đã không kiềm chế được lại bị bùng phát ra một cái từ như tôi với anh chưa ạ? Trong cuộc sống của tôi thì nó đơn giản lắm. Khi mà giận á thì tôi làm thinh và ăn nhiều. Ăn từ trong nhà, trong nhà biết là anh ổng mà biết, mà khi mà thấy mình ăn nhiều là ổng biết mình giận đó. À vậy đó hả? Tất cả cái gì trên bàn tôi ăn sạch, không cho ai ăn hết. Giận nó giận hay đó cô. Giận nó được đó cô. Ăn thì ăn, mình có quan điểm, mình ăn mình không nói để dằn cục dần xuống. Mình sợ khi mình giận là mất khôn á, mà mình nói ra những lời lẽ khiếm nhã, kêu bằng lời chân thì hưởng được mà lời khó phân. Khi nói những ngôn từ mà không được êm ẩm, không tôn trọng lẫn nhau, người nói nóng không biết nhưng người nghe đó người ta nhớ hoài, như vậy là thành ra một sự xúc phạm. Mà chính cái sự xúc phạm đó, cái ngôn ngữ mà không được khéo léo đó là những cái khe, cái rạnh để mà càng ngày gây cho những cái tình cảm của vợ chồng xa nhau hơn. Nền tảng của hạnh phúc là ngoài cái sự thủy chung còn phải tôn trọng. Dạ đúng rồi. Tất nhiên là giữa hạnh phúc là đã có tình yêu, có sự đầm ấm, có những cái vuông quẹn rồi. Với cái văn hóa ứng xử kiểu như thế thì cái hạnh phúc nó không có bền lâu, nó không có bền chặt. Mà nó cứ giống như là mình thấy nó cứ tạm bợ làm sao. Đã bao giờ mà Tùng với lại bà xã của Tùng có những cái mâu thuẫn, nhưng mà nhờ những cái tên gọi ngọt ngào hay là những cái cử chỉ kèm theo một cử chỉ lãng mạn nào đó mà Tùng đã hóa giải được cái sự mâu thuẫn đó chưa? Lúc nào vợ chồng cũng có những cái xung đột, cũng có những cái mâu thuẫn hết á. Nhưng mà nếu như mà mình cứ giải quyết những cái mâu thuẫn, những cái xung đột bằng lý lẽ hay là bằng những cái sự chính xác để mà phân tách á, thì nhiều khi nó lại không được việc, đúng nó rồi. Lại phức tạp thêm. Đúng rồi. Trong khi đó nếu mà mình chỉ dùng một vài những cái tình huống hay những cái cách ứng xử mà đùa giỡn hoặc là gọi những cái tên thân mật, những cái cách bông đùa đó, thì tự nhiên nó phá tan hết những cái không khí căng thẳng mâu thuẫn đó, mà nó tạo ra một cái gì đó nó tươi mới, nó vui vẻ, nó sẽ làm cho mọi người hiểu nhau, vợ chồng hiểu nhau và giải quyết được vấn đề một cách dễ dàng hơn. Thực ra thì cái cách xưng hô đó tùy mỗi cặp vợ chồng người ta chọn ra thôi. Mà đối với tôi thì tôi cũng không thay đổi cách xưng hô, cho dù sau này tôi có lớn đi nữa tôi vẫn xưng là anh và em thôi. Thì những cái đó thì nó sẽ gắn kết với cái tình cảm lâu dài hơn. Nhưng đôi lúc là xưng ông với bà, ông với tôi thì thấy nghe nó xa vời quá. Mình học hỏi từ ba mẹ rất là nhiều. Và sau này khi cái cách mà mình đối xử với vợ và với con cũng vậy thôi. Không bao giờ có một cái lời nào gọi là nó hơi nặng đè mà để sau ảnh hưởng đến con cái sau này. Thì mình cũng chưa biết là mai mốt là mình sẽ như thế nào, nhưng mà chắc là sẽ rút kinh nghiệm từ ông bà và mình sẽ xưng hô sao cho nó thân mật nhất. Bởi vì vợ chồng với lại con cái mà gần gũi nhau thì tình cảm gia đình nó đầm ấm hơn, cuộc sống nó bớt nhàm chán hơn. Mình thấy những cặp và vợ chồng mà đã lớn tuổi rồi, có khi phải tám mấy ấy, vẫn gọi nhau là anh em hay đơn giản như là ông bà ngoại mình ấy. Ông thì hơn 90, bà thì cũng hơn 80 rồi, vẫn gọi nhau là anh em, mình nghe rất tình cảm. Có lẽ là về từ giờ về sau thì mình cũng sẽ học theo, về già mình sẽ học theo ông bà, để cho các con, các cháu còn nói theo. Như cô đã chia sẻ thì bố mẹ cô vẫn thương nhau lắm, nhưng mà có con rồi gọi anh em với ngượng. Kiểu mình thấy nó hơi kỳ, ví dụ vậy. Hai vị khách mời có thể chia sẻ làm thế nào để mình giữ được cái lửa, giữ được cái cảm xúc, để mình tiếp tục mình vẫn giữ được cái tình cảm trao nhau dù là cách thể hiện thôi. Cái đó là cái xưng hô mà mình phát xuất từ cái tình yêu, từ cái tình cảm mình muốn gọi cái người mình yêu, cho nên là mình cứ gọi rồi nó thành quen, nó thành một cái nếp và nó cứ đi dài theo năm tháng và nó thành cái bình thường. Dạ, đối với người trong cuộc là bình thường, người ngoài thì người ta sẽ cái cảm nhận theo cái thực sự là đôi vợ chồng đó họ gọi nhau cái tiếng thân thương đó bằng cái tình yêu, hay là chỉ họ gọi theo cái danh xưng theo cửa miệng thôi. Nó còn thể hiện qua cái cách sống nữa, nếp sống. Nếu mà ra cái nếp sống của đôi vợ chồng đó mà thực sự đẹp, thực sự hạnh phúc,
thì đã bật lên cái tiếng mình đó. Nó rất là dễ thương và nó rất là chứa đựng tình yêu trong đó. Cho nên là nó sẽ không có gì ngượng ngùng hay không có gì ngại hết. Nhiều cặp vợ chồng mà lớn tuổi mà cứ còn xưng hô anh em á, thì thực sự tạo cho mình cái cảm giác giống như là tình yêu đó vẫn còn rất là nồng nàn và vẫn còn trẻ lắm. Chứ không, bà lấy cho tôi cái kia, cái này kia. Thì nó có vẻ thân quen nhưng mà nó không có cái sự trẻ trung và nó không có cái sự trân trọng lắm. Một lần nữa xin cảm ơn cô Thiếu Anh cũng như là ca sĩ Phan Đình Tùng đã đến đây để trò chuyện cùng quý vị khán giả. Và Mai hy vọng rằng qua câu chuyện của cô cháu mình với anh em mình thì quý vị khán giả cũng thấy được rằng là mặc dù nó là câu chuyện nhỏ thôi, nhưng nếu chúng ta để ý chi tiết từng ly từng tí trong cuộc sống gia đình của mình thì chúng ta giữ được hạnh phúc đứa đôi, hạnh phúc gia đình của mình được bền lâu hơn. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với mục tiếp theo của chương trình ngày hôm nay nhé.